Bà chúng con kính xin chuyển đến gia máy của thầy Thích Hạnh Phú ạ. À. Bà xin máy diệu âm Hoài Thu chuẩn bị ạ. À. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hạnh Phúc có câu hỏi hỏi dùm cho một vị đồng tu đang bạch trên sa mạc. Câu hỏi này nó nội dung cũng giống như vừa rồi câu hỏi của đồng tu trước hỏi ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thưa lão cư sĩ âm cho con lời khuyên. Từ khi con biết đến pháp môn niệm Phật hộ niệm, con thấy vô cùng vi diệu lợi ích. Con phát tâm ăn chay và niệm Phật, quyết lòng đời này bản sanh về Tây Yên Lạc. Con đã bỏ ăn ngũ tăng vào ngày đám giỗ ba, con nói với mấy anh chị em là đám chay và bảo mọi người ăn chay để hồi hướng công đức cho ba. Mẹ con đã giận dữ và từ con luôn vì cho rằng con mê tín khi con không dùng tỏi hành và ăn chay, và mẹ con không cho con có cơ hội để giải thích. Mẹ nói chỉ khi nào con ăn lại ngũ tăng thì mới nhìn nhận con, bởi vì mẹ quan niệm rằng tỏi có thể trừ ngải. Mẹ cho rằng con đã bị bỏ ngải nên bảo em gái con xuống nhà con lén rải tỏi trước sân và các gốc cây trong vườn. Con muốn mẹ hoan hỷ nên định ăn tỏi trở lại, nhưng có bạn đồng tu khuyên không nên ăn tỏi, ăn ngũ tăng trở lại nên hoan hỷ niệm Phật thật nhiều để hòa hướng cho mẹ con. Vậy kính xin lão cư sĩ cho con lời khuyên để làm thế nào cho vẹn toàn giữa đạo mẹ con và con đường niệm Phật vãng sanh của con ạ. À, con thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đúng là câu hỏi này với cái câu hỏi diệu an hòa giống 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 nhau. Diệu Âm thường khi nghe những chuyện này mới đem cái chuyện mà Ngài Đại Mục Kiền Liên ra để ví dụ cho chư vị. Rõ rõ ràng ràng trước mắt. Người con thì ngộ đạo, phát tâm từ bi, theo Phật tu hành, chứng quả. Mẹ thì kiết lòng, chống đối đến cùng. Chống đối đến nỗi mà không chấp nhận được cái gì cả. Chư vị nghĩ coi bây giờ chư vị đem cái chuyện người mẹ mình chống đối việc tu hành ra nói với Diệu Âm. Diệu Âm chưa phải là một người đại giác ngộ như Đức Thế Tôn. Chính Đức Thế Tôn là một vị đại giác ngộ trên hoàng phủ này đã thành Phật rồi. Biết bao nhiêu lần Ngài Đại Mục Kiền Liên thưa thỉnh với Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, mẹ con quyết lòng chống đối, mẹ con ngỗ nghịch, mẹ con không tin Phật Pháp, xin Đức Thế Tôn đại từ đại bi cứu mẹ con. Đức Thế Tôn người ta cứu mẹ con không được, mẹ con tự làm tự chịu. Chính vì thế mà khi Ngài Mục Kiền Liên chết đi xuống địa ngục, đầu đội chậu mốc, đích bị bàn trong chích lên lũng qua đùi luôn, đau không chư vị? Đại Mục Kiền Liên mới đến thỉnh Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn từ bi cứu con. Ngài nói một câu nữa: chính ta cứu con không được, con hãy nhân ngày rằm tháng bảy đem tất cả công đức cúng dường cho mười phương chư tăng trên pháp giới, nhờ các ngài tới tụng kinh hồi hướng công đức, nhờ vậy mà cứu được mẹ con. Ngài không dạy cho Đức Đại Mục Kiền Liên câu A Di Đà Phật, vì chắc chắn nếu đem câu A Di Đà Phật ra nói với mẹ của Đại Mục Kiền Liên, người mẹ này sẽ khởi một cái niệm chống đối, nói lời phỉ báng. Từ một cái điểm này, mẹ của Ngài vĩnh viễn không còn cách nào thoát địa ngục được. Chư vị thấy kinh hoàng không? Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, nếu mẹ mình quyết lòng chống đối thì đề nghị với chư vị đừng nên khuyên mẹ niệm Phật nữa, mà cứ âm thầm vui vẻ lặng lẽ đem công đức hồi hướng cho mẹ đi.
để giảm bớt cái sự chống đối của mẹ mình. Một lời chống đối Phật pháp, kết tội phí báo Phật pháp, tội này nặng lắm chư vị ơi. Chính vì vậy mà mỗi lần chư vị muốn đưa một người lên để nhờ Dâm khai thị, Dâm không dám nhận khơi khơi, mà Dâm phải còn thông tin cho đầy đủ. Nếu người này quyết lòng chống đối thì Dâm cũng quyết lòng không dám khai thị. Tại vì trong lúc khai thị đó, người mẹ này hay là người đó buộc lên một lời: ồ, đây là dị đoan mê tín, đây là cái điều sai lầm. Người ta buông một lời phỉ báng Phật pháp, tự họ tạo nên một cái cảnh duyên vô cùng kinh hoàng cho chính họ, chứ không phải cho chính mình. Chư vị nên nhớ cho. Ở đây chư vị bỏ ăn ngủ tâm, quyết lòng niệm Phật vãng sanh, rất là đáng khen. Rõ ràng ăn ngủ tâm mẹ mình cũng chống, niệm Phật mẹ mình cũng chống, mà mẹ mình lại muốn đi theo con đường ngái, bùa ngải. Bùa ngải là của tà đạo chứ không phải là của Phật pháp đâu, rõ ràng không? Như vậy thì làm sao đây chứ vậy? Tự mình phải lo mà tu, để sau này mẹ mình chiếu nàng mình cứu mẹ mình, chứ không biết cách nào khác hơn cả. Nếu chư vị đem những lời này mà trình với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói: mẹ của nhà ngươi đã chống đối, ta không cách nào cứu được. Chính vì thế mà mong chư vị phải nhớ, tất cả đều do duyên, tất cả đều do căn lành của mỗi người, chứ không ai có thể cứu được. Phật dạy tất cả đều do chính tâm của mỗi người quyết định lên, chứ Phật không dạy là tất cả đều do Phật định. Phật không có quyền định tương lai cho chúng ta. Chúng ta ngộ đạo ra chính tâm của mình, định lấy tương lai của mình. Mong chư vị nhớ cho nhé. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính cảm niệm công đức của Thầy Thích Hạnh Phú và Lão Cư Sĩ Diệu Âm ạ. À.